LTK Bonsai mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh xin giới thiệu điểm bán cây kiểng của Thanh Triệu cho quý bà con mình có nhu cầu giao lưu trên mọi miền Tổ quốc. Rồi hôm nay mình có gì về đây Triệu ơi? Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về một lô Nguyệt Quế Tai Chi Tứ Diện Giáng Long nha. Với Linh Sam Song Hinh Siêu Bông giá rẻ với me chua. Với Sam Đài Loan nha, Sam Hương Đài Loan. Đây là cây Nguyệt Quế mã số 1C đầu tiên, Tai Chi Tứ Diện. Đó, đây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao lên là 1,5 m. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1,3 m. Là em trừ hao rồi hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Lá chung ha. Dạ đúng rồi, lá chung, em bao lá chung bông chùm luôn. Đang có nụ nhưng mà tại vì em tỉa đọt nó búng ra quá trời đó, rồi em tỉa. Đây nụ nó thì rất là nhiều. Em bao lá chung bông chùm là cô chú chị mình thấy nụ nè. Đó, chùm chùm không à. Đó, rồi xây xây coi cái thân nè. Tai chi là rất là già hết trơn rồi nha cô chú chị mình ha. Cây này thì cũng tầm từ giá tuổi đời cũng khoảng tầm từ giá là 15 năm. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em. Nguyên si lành lặn không hư một chỗ nào hết trơn nha. Vòng đó đi. Đó, để em đo tai chi số 1 này thử coi nha. Khoan xích qua bản chút. Dạ khoan để em đo cái em bấm cái em kéo qua bên cho anh coi. Đây. Chi số 1 của nó luôn là 14 đó nha. Rồi, đó quý chú chị mình xem giùm em. Đây, hoành gốc em đo tới cụ đế luôn là 27. Rồi. Cây thì em bao độ già luôn. Đó, cụ đế của nó luôn là 85. Xây đi. Đó, đế nơm rất là đẹp luôn nha. Cây này cây thần mô rồi. Nó trồng mô. Đó, rồi em mới bứng lên để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, em bao ship toàn quốc mà bao sống luôn nha. Đi. Em bao sống cho cô chú anh chị mình 1 tháng, 2 tháng luôn. Nhiều khi ra tới chỗ nó có gãy một hai nhánh nhỏ nhỏ gì nè cô chú anh chị mình cũng thông cảm nhận giùm em. Tại vì nhiều khi cây lớn đi nó rất là mờ còn kền nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đó có giá là 2.900.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cái cây này không cũng 70-80 kg nữa nha cô chú anh chị mình ha. Bốn người ginh mà cũng hơi quần á. Thấy vậy cho nó bự lắm nha cô chú anh chị mình nha. Xây ra chút xíu. Kéo ra ngoài chút nữa. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Kéo xích ra ngoài kia chút xíu. Đây tới mã số 2C. Những cây này thì cô chú anh chị mình về cái đầu để đứng vô chậu giùm em nha, rồi hả chồng nha. Đó, cây là một cốt giáng long nè, về để đứng lên gì nè. Cao lên cũng tầm 1,5 m luôn. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1,3 m. Đó, em trừ hao cho cô chú anh chị mình hết rồi. Rồi. Lá chung bông chùm, em bao lá chung bông chùm cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi chậm đây, chậm đi. Cái lá nó nhỏ hơn ngón cái của em đó nè, cỡ ngón út thôi cô chú chị mình xem giùm em. Đây rồi. Em đưa ngón út vô, đưa cái lá vô nè. Đó, lá chung rất là đẹp luôn, bông là bông chùm không nè cô chú chị mình an tâm. Có sao là em báo như vậy. Đó. Đây. Giáng long lắc lượng rất là đẹp, tai chi tứ diện. Đó, tai chi là điều tứ diện hết trơn luôn. Đó. Mã số 2C. Hoành thân là 23. Rồi, đó. Đây cô chú chị mình xem giùm em nha, hoành thân là 23. Rất là đẹp luôn. Đó, cây là đều đặn luôn nha, rất là già cây rồi. Đó, bầu thì em bứng rất là lớn, em bao sống 1 tháng cho cô chú chị mình luôn nha. Về cứ để trong mát, vô chậu để trong mát giùm em tầm khoảng có 15 20 ngày. Dạ. Cây này mã số 2 em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 2.800.000. 2.800.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, nọ mà tiền ship không là cũng gần cả triệu một cây rồi đó cô chú anh chị mình. Cây nó rất là già. Để sang chỗ này nè, để con cây nó che cho nó nắng lại. Nghe cái cột quá, kế cái cột quá. Đó. Mã số 3C. Cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Đó. Chiều cao lên cũng là 1,5 m luôn. Rồi rồi, chỗ đó đó. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1,3 m. Cái này về của chú anh chị mình là tỉa sơ nó lại, cái thân nó búng đọt non lên, cái nó ra bông rất là đẹp, rất là thơm. Đó, tai chi đồ lớn hết trơn rồi, giáng long lắc lượng luôn. Cây thì cái độ già, em bao cái độ già của nó luôn là tầm từ giá là 10 năm cho đến 15 năm. Tại vì tai chi của chú anh chị mình thấy nè, nó quá nhạo hết trơn à. Nó quá nhạo hết trơn là cái tai chi nó rất là lâu lớn nha. Đó, của chú anh chị mình chơi kiển mình đã biết rồi đó. Đây, hoành thân là 25. Rồi, cụ đế bài đều đẹp luôn nha. Đó, cây cái rồi. Đó, em đã chọn lọc rất là kỹ lưỡng để mới giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, đây nhiều khi nó gãy một hai tượng nhỏ nhỏ gì thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nhận giùm em. Đó, tại vì cây lớn nha, có giá là 2.700.000,
2.700.000, em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 4 là Nguyệt Quế lá chung bông chùm, chiều cao lên là 1m6, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn tức là 1m3. Đó, 1m3 nha. Rồi, xây đây giáng long rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Mình về á, nếu mà mình để tứ diện cũng vẫn được, còn nếu mà không thích thì mình lược chi lại, tại vì này là dư chi rồi. Đó, tay chi là ngoái nhạo hết, thân cũng liền đó, lạc, đã gỡ dây nhôm hết trơn rồi, thân là liền lạc không hư một. Lỗi gì báo ha. Dạ đúng rồi. Đó, chỗ này thì nó bị chỗ này nhưng mà nó bị sành luôn rồi. Nó sành, nó quá thạch rồi, nó quá đá rồi. Đó. Đó, tại vị trí này luôn là 28 mà tính 27 thôi. Đó. Cây là liền lạc luôn, rất là đẹp, rất là già. Có giá là 2.600.000. 2.600.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đó. 2.600.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 5 cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm chi tay tứ diện. Chi tay này là độ già nó khỏi lo. Đây, chiều cao lên là 1m7. Đó, em trừ hao vô tính chị mình luôn, 1m7 chiều cao. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m35, là 1m3 đó. Tính 1m3 thôi. Đó, đây. Cô chú anh chị mình nhìn thông thường cây rất là đẹp luôn nha, rất là liền lạc, rất là già. Đó. Độ già là cô chú anh chị mình khỏi lo. Đó, chi tay rồi là rất là đều. Đó, chi tay là kiển cổ ngoái nhạo không nha. Chi tay ngoái nhạo mà thân là giáng long luôn. Đây là đầu đã ta làm từ nhỏ nha. Rồi. Hoành thân là 35. Rồi. Đó, mã số 5C. Lá chung bông chùm, em bao lá chung bông chùm cho cô chú chị mình luôn. Mà bao sống 1 tháng nha. Đó, cô chú chị mình cứ an tâm. Nếu mà trong vòng tháng 2 tháng cây mà lỡ mà về cô chú chị mình trồng có chết thì cứ chụp hình gửi Zalo của em. Một em đền một, cứ để nguyên bầu như gì. Về mình vô lại cái chậu 7, chậu 8. Đó. Rồi để trong mát tầm khoảng có chừng 10 ngày thôi, 20 ngày sau búng tược non ra mình đưa ra nắng lại bình thường nha. Rồi, đỡ cây. Mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.800.000. 2.800.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, mã số 6N. Chiều cao lên là 1m5. Tán ngang tàn lớn nhất là 1m4. Lùng lực rất đẹp. Đây của chú chị mình nè, bông nè. Cô chú chị mình xem cái vàng bông nó rất là đẹp luôn. Đó, nụ nè, chùm không nè. Đó, cái này là chùm không nè của chú chị mình nè. Đó, đây nữa nè, bên đây nữa nè. Đó, chùm không luôn. Đó, này nụ không? Nụ không đó là của chú chị mình búp búp không nè. Rất là đẹp. Đó, nụ là của chú chị mình nhìn là mình biết liền ha. Đó, đây. Tại vì em bao lá chung bông chùm cho cô chú chị mình thì cứ an tâm, bông nó rất là nhiều. Đó, dáng lông lắc lượng rất là ca đẹp luôn nha. Đây, hoành thân. Hoành thân là 28, tính 27. Rồi. Tay chi số 1 này nè, đó đã ngoái nhạo hết trơn, cô chú chị mình đã thấy rồi đó. Đó, cô chú chị mình nè, xem tay chi nó già nè, sắn hết trơn. Gỡ dây nhôm lâu rồi. Rồi. Đó, có giá là cũng là 2.700.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, một cây như vậy là của tầm khoảng có 10 năm trời. Đọc lại số điện thoại đi chị ơi. Đẹp. Số điện thoại của em là 0939 80 chim lên cái 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook, lấy cái cây chim lên. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu ở tại khu vực Quang, kiếm mấy cây dạy cái cây để đây. Khu vực Quang, phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Chiều cao lên là 1m7, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 135. Nguyệt Quế lá chung bông chùm, tay chi tứ diện. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Những cây này nó để đứng lên rất là đẹp cho cô chú chị mình á, tại nó nghiêng á, là lý do là tại vì á, cái bầu em bứng nó hơi nghiêng nha. Đó, đây không hư một chỗ nào, không bể
chỗ nào hết. Đó, Hoành Thân là 28, yếu chút tính 27. Tai chi là rất là già, tai chi rồi nha cô chú anh chị mình ha. Tai chi lớn lắm. Đó. Đây. Mã số 7. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao sống luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 8C. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em. Chiều cao lên là 1m rưỡi. Tính em tính từ mặt bầu không à nha cô chú chị mình nha. Không có tính cái bầu của nó nha, tính từ cái mặt cái bầu đi lên. Tán ngang tàn lớn nhất là 1m3. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm. Đây, tai chi vàng xương của nó cô chú chị mình đã nhìn đã biết rồi nè. Dáng lông lắc lượng mà tai chi nó cuồn cuộn luôn, rất là đẹp. Uống thân từ nhỏ tới lớn, đã cỡ 10 năm rồi. Nó mới thành phẩm được như gì nha. Mà giao lưu với cô chú anh chị mình, cái giá cũng vừa chơi thôi. Hoành Thân là 25, cây thì em bao độ già luôn. Đó, ngoái nhạo không nha, mà gỡ dây nhôm hết rồi. Đó, chi 1, chi 2 đồ rất là đều. Co lắc lượng cũng rất là đều, dáng lông lắc lượng nha. Đó, đây, mã số 8. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.800.000, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới mã số 9N. Đó, đó, trong mùa dịch này thì cô chú chị mình mua một cây nguyệt quế về trồng nó rất là hợp lệ nha, để sàng lọc không khí trong lành cho mình nha. Đó, đây, tại vì nguyệt quế nó rất là thơm, sàng lọc không khí rất là tốt. Cây mã số 9, chiều cao lên là 1m7, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m4. Đó, trong mùa dịch này là kể như là mình mua một cây mình về để cho cửa nhà. Đó, để sàng lọc không khí nó rất là tốt, bông nó rất là thơm. Đó, đây, sáng mà cô chú chị mình tập thể dục buổi sáng thôi nó rất là thơm, hoặc là buổi chiều. Đó, cây này thành phẩm rồi, không có dạ. Bao lâu là có bông rồi ha. Dạ đúng rồi anh, cái này là mình tỉa đọt nó sơ sơ là khoảng gần tháng là nó có bông rồi. Đó, tại vì nó cô chú chị mình đã chơi nguyệt quế thì mình đã biết rồi đó. Đây, Hoành Thân là 28 rồi. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Cây liền lạc là em bao không hư một chỗ nào hết. Đó, chóc hết da tràm này, cây trắng tươi rất là đẹp luôn. Vô một cái chậu 6, chậu 7, chậu 8 mà là mình để trước cửa nhà mình thôi là rất là thơm luôn nha, rất là đẹp. Đó, vừa chơi bông được mà vừa chơi tiểu cảnh vẫn được luôn nha. Mã số rồi. 9, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, người quế em chỉ có 10 cây thôi. Đó, để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đây, tới mã số 10, chiều cao lên là 1m6. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m3. Đó, cái này cỡ 1m25 hả? Đó, m2 đi. Dạ, tính m2 dạ. Đi. Đó, củ đế là rất đều nha cô chú chị mình ha. Đó, mã số 10, cây thì rất là già rồi, em bao độ già luôn. Đó, rồi. Tại vì tai chi quá nhạo của cô chú chị mình thấy cái cây nó thân nó nhỏ thôi, chứ thật sự là nó rất là già. Hoành Thân là 23. Rồi. Đó, quay đây. Cái này quay đúng cây đúng mã đừng có lộn nha. Dạ đúng rồi anh, mã số 10C. Đó, đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.700.000. Em bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, mã số 11C. Đó chính là một cây me chua. Đó, chi tay cũng ngoái nhạo hết trơn luôn. Cái này nó bể cái chậu rồi mới lấy ra luôn nha. Đó, mới bó bầu lại luôn. Chiều cao lên là 86, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 55. Đó, me à, chua rồi. Hàng này đã thừng chậu đảm bảo 100%, tại em bứng bầu ra thôi. Bể chậu rồi em bứng ra luôn. Hoành Thân là 18. Đó, cô chú chị mình rồi. Xem giùm em me chua. Đây, tai chi là nó rất là già hết trơn rồi nha. Cái này về khoảng 2-3 tháng nữa cô chú chị mình vô phân. Đất vô phân nó lại 2-3 tháng nữa là có trái là xiền luôn. Lá này, lá non ha. Dạ đúng rồi, lá non. Tại nó đang lá non này nó đang tốt dữ lắm.
mã số 11. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.200.000. 1.200.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 12C cũng là me chua đọt xanh. Chiều cao lên là 68, tán ngang tàn là 40. Đây của chú chị mình xem giùm em một vòng nha, cụ đế là khỏi chê. Em bán cây này em không có ship chậu được nha. Em bán cây không có ship chậu cho quý chị mình được nha. Đây, hoành thân là 14 yếu một chút, tính 13. Rồi. Đó. Có giá là 500.000. 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Nhưng mà không có ship chậu được nha, em bao cây này là không mục nha. Đó, chia tay nó liền mặt hết trơn rồi. Mã số 12C có giá 500.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 13C, một cây me chua. Đó. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây một cái dáng nó rất là lạ kỳ luôn. Đó, dáng quái luôn nha. Chiều cao lên là 60, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m. Đó, nhìn nó rất là quái, rất là lạ kỳ. Về của chú chị mình dĩa tỉa tay chi nó lại sơ sơ lại thôi. Rất là đẹp luôn. Đây để em đo thử rồi nha. Hoành thân của nó luôn là 16. Đó. Đây. Cây này em cũng giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 1.200.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn mà không có ship chậu nha. Đây cái chậu nó rất là nặng cho cô chú chị mình ha. Đây. Tới cây mã số 14N. Chiều cao lên là 45. Để đó, chỉnh cho nó ngay cái giữa chị. Cái mấy cây này thì cô chú chị mình an tâm khỏi lo về cái độ già với lại mờ tỷ lệ sống của nó nha. Tại vì em bao hết trơn rồi cô chú chị mình luôn. Hoành thân là 14, 15 miếng chút, tính 14. Me này đúng là me chua đọt xanh nha. Đó, đây. Cũng có giá là 400.000 bao phí ship toàn quốc, nhưng mà chúng em không ship chậu nha. Tại vì chậu này thì em nói trước cho cô chú chị mình ship đi nó cũng sẽ bể thôi. Rồi em không có ship được. Đây tới cây mai chiếu thủy da đen trung nu. Mã số 15C. Chiều cao lên là 35, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 40. Đó. Thừng chậu đảm bảo 100%. Hoành gốc của nó luôn là 22. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em, tay chi nó rất là đều. Cái này là mai chiếu thủy da đen trung nu. Đó. Đây rất là đẹp luôn nha. 500.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Không ship chậu, mã số 15C. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới Sam Song Hinh siêu bông. Đó, mã số 16C. Đó, cây phôi nha. Chiều cao 36. Đây. Hoành thân là 18, 19 mà tính 18 thôi. Đó. Đây rất là già cây rồi. Đó, co lắc lượng rất là đẹp luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. 300.000 em bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn, mã số 16C, Song Hinh siêu bông. Đây, tới em có Song Hinh siêu bông. Đó. Cây này chúng em đã tỉa sơ nó rồi, giờ đang búng tược non lên, búng tược non xong xuôi là nó ra bông nha. Còn mấy cây nữa để giao lưu hết cho cô chú chị mình luôn. Chiều cao lên là 44. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 66. Lá chung ha. À, lá chung. Đây bông của nó đây chùm chùm không nè. Đây là chuẩn bị lên lên đọt ra bông nè. Đọt non búng nhiều lắm rồi, cô chú anh chị mình đây. Chậm thôi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Tay chi em đã lượt đều hết trơn rồi. Mã số 17C. Đây, cụ đế là bài điều đẹp luôn nha. Đó, hoành thân là 23. Rồi. Đó, có giá là 700.000 bao phí ship toàn quốc không ship chậu nha. Còn có 3 4 cây nữa là hết rồi. 700.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, tới mã số 8, mã số 18C cũng đang búng tược non luôn nha, chuẩn bị lên bông rất đẹp. Chiều cao lên 40, tán ngang tàn là 45. Đó, đây. Hoành gốc của nó luôn là 30. Rồi. Đó cũng có giá là 700.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng,
phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 19C, dáng quái lắc lượng rất đẹp. Chiều cao 40, tán ngang tàn của nó luôn là 50. Đó, đây một chùm bông nè, bốn tược non là lên chùm bông gì nè, của chú chị mình nè. Đó, những cái tược này nó đang lên tược non nhóc hết trơn nè. Đó, hàng thường chậu đảm bảo 100%, song hình. Rồi. Song hình siêu bông. Đây, hoành thân là 20. Đó, mã số 19. Cũng có giá là 700 ngàn, em bao phí ship toàn quát cho chú chị mình luôn, em bao sống luôn nha. Đó, cô chú chị mình an tâm. Đây, mã số 20C. Đó chính là một cây sam hương Đài Loan. Đây, chiều cao lên như tính cây phôi nha, 30. Đó, đang búng tược non hàng thường chậu rồi. Đó, đây cô chú chị mình cứ bấm tược non nó lại thôi, cái lá nó nhỏ lại như cái ống hút vậy đó. Bao cho cô chú chị mình luôn là sam hương Đài Loan nha. Cái lá nó rất là thơm. Đó, mùi nó rất là dễ chịu. Hoành thân là 17. Đó, 300 ngàn em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Đó, cây liền lạc không hư một gì có hết. Có ship chậu không? Dạ không anh. Những chậu xi măng, tất cả cây những chậu xi măng lại mà không có ship chậu được nha. Tại vì cái chậu ship đi nó cũng sẽ bể thôi. Em bó bầu kỹ lưỡng rồi sẽ bỏ vô sọt cho cô chú chị mình nha. Chứ không có ship chậu được nha cô chú chị mình, thông cảm giùm em. Cao lên là 40, tán ngang tàn lớn nhất là 50. Mã số 21C. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng rất là đẹp luôn. Cây là liền lạc, em bao không hư một nha. Đó, đây hoành gốc. Hoành gốc là 29 mà tính 28 thôi. Mặt cắt là liền lạc không hư nha. Cây là rin, song hình siêu bông. Đó, 21 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700 ngàn. Bao phí ship toàn quắc cho chú anh chị mình luôn nha. Rồi. 700 bao phí ship toàn quắc luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464. Đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Tiếp theo. Đây tới mã số 22C. Chiều cao lên là 45, tán ngang tàn là 50. 22C. Đó, dáng trực luôn, rất là đẹp, đầu voi đuôi chuột. Đó, mặt cắt liền lạc không hư một chỗ nào. Đây. Hoành thân là 25. Đó. Rồi, quay đi. Đây, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha, đang búng tược non lên là nó ra bông một cái tím cây rất là đẹp luôn. Đó. Đây, 22 em cũng 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 23C, đó chính là Linh Sam 86 nha. 86 lá gí nha cô chú chị mình nha. Đó, đây. Chiều cao lên 35, tán ngang tàn của nó luôn là 45. Cây này là chúng em đã bán bữa hổm rồi, nhưng mà cái anh kia anh không nhận. Đó, rồi anh trả lại nha. Rồi bây giờ là em giao lưu lại với cô chú anh chị mình luôn. Em bao sống nha cô chú anh chị mình yên tâm. Đó, đây. Hoành gốc của nó luôn là 29. Hoành gốc của nó luôn nha. Đó, cây là đều đặn tai chi là rất là đều. Có giá là 850 ngàn. Em bao phí ship toàn quắc luôn nha. 850 ngàn em bao ship cho cô chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 chỉnh ngay giữa chị ơi. 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, tới mã số 24C. Chiều cao lên là 35. Đó. Đây. Hoành gốc của nó luôn là 31, 32 mà tính 31 thôi. Đó, rất là đẹp, rất là già. Hàng ghim nha, Linh Sam 86 ghim của nó luôn nha. Lá gí, bông màu tím rất đẹp. Đó, cũng có giá là 850 ngàn, em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 25C. Chiều cao lên 24, tán ngang tàn lớn nhất là 40. Lùng lực rất là đẹp luôn nha. Mấy cây này được của chú chị mình về làm tiểu cảnh là khỏi chê. Bao sống bao ship. Hoành cũ của nó luôn là 34 mà tính 33 thôi. Đây, 35 mà tính 33 thôi. Đó, rất là già. 850 ngàn em bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Tai chi được rất đều hết trơn rồi. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. LTK Bonsai xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.